Nguyên đáng Tân Sửu 2021 đang gần kề tại Hợp tác xã Hoa Dương Sơn, xã Hoa Châu. Bên cạnh những chủ vườn với tâm trạng phấn khởi khi hoa nở đúng Tết, bàn hàng tranh nhau đặt cọc tiền, thì còn đó nhiều hộ đang lo lắng vì vụ hoa năm nay họ có nguy cơ trắng tay vì hoa không kịp nghinh xuân đón Tết. Tại vườn hoa nhà bà Nguyễn Thị Cơ, hơn 100 chậu hoa cúc đại đóa đang chấm chiếm nụ, chờ khoe sắc. Mấy ngày nay, bà và người con dâu cần mẫn đi từng hàng thực hiện thao tác ngắt nụ tẻ để cho hoa tập trung dinh dưỡng riêng cái vườn của chị là 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 chị chăm sát là hiện nay á, giờ cuối á, là là sẽ được đóng hết không có lo là mưa nén chị cũng không lo nữa cách đó không xa bà nguyễn thị bảy một chỗ vườn hoa tay đang nhặt nhạnh các nụ tẻ hoa cúc mà gương mặt buồn rười rười Năm nay, gia đình bà đầu tư 500 chậu cúc pha lê, 150 chậu cúc đại đoá, trong đó có 10 chậu cúc đại. Xong, do ảnh hưởng của các trận mưa bão vừa qua, cộng thêm nhân lực lao động mỏng, nên việc bóng thuốc hoa không đúng lúc, không kịp cung ứng dịp Tết. thì mình cũng có, mình lùm trắng kịp đó. Mình thái hạ có bắp, mình chưa có bắp, mình mua thuốc gì, mình bơm trắng đây cho kịp bàn hạ đó. Mắn cũng trẻ nên cái nguồn thu nhập là cái này á thì nó tiền hơn cái phần lên á nên chỉ khó lùng lắm vùng hoa dương sơn xã hòa châu hiện có hơn 20 hộ chuyên trồng hoa cúc đa phần trong số đó đều có chung tâm trạng âu lo như bà nguyễn thị bảy bởi sau nhiều ngày trông trời trông đất trông mây bao vốn liếng công suất của họ có nguy cơ mất trắng khi mà hàng ngàn chậu hoa cúc không kịp nghinh xuân đón tết Ủy ban nhân dân phường Mỹ An quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và khen thưởng các tập thể cá nhân năm 2020. Theo đó, năm 2021, phường Mỹ An tập trung để mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách và các quỹ vận động, hoàn thành các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình, làm tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm từ 300 đến 400 lao động, phấn đấu giảm 100% hộ nghèo theo chỉ tiêu quận giao đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động phong trào xây dựng văn hóa văn minh đô thị, phấn đấu có 95% trở lên đạt gia đình văn hóa, 75% trở lên đạt tổ dân phố văn hóa, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 36 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.